Hiền chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Hiền chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của luật sư Đỗ Trọng Hiền, kênh cập nhật và chia sẻ trực tuyến các văn bản pháp luật, các bản án, các quyết định của tòa án về hình sự, dân sự, hành chính, thuế, kế toán, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, v.v. Cập nhật và chia sẻ các kỹ năng về hành nghề luật sư, về thuế, về kế toán, v.v. Cập nhật và chia sẻ hướng dẫn đào tạo học viên, nhân viên về hạch toán kế toán, báo cáo tài chính, kê khai thuế, quyết toán thuế và các công việc khác có liên quan đến pháp luật về thuế, về kế toán, v.v. Điều kiện và thể thức để mà chúng ta tiến hành cái cuộc họp hội đồng thành viên đó thì theo quy định tại điều 58 luật doanh nghiệp 2020 về điều kiện và thể thức tiến hành họp hội đồng thành viên thì có quy định như sau. Thứ nhất là cuộc họp hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên, hoặc là cái tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định. Thứ hai là trường hợp mà cuộc họp hội đồng thành viên lần thứ nhất không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này và điều lệ công ty không có quy định khác thì việc triệu tập họp hội đồng thành viên được thực hiện như sau. Thứ nhất là chúng ta thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp hội đồng thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên. Thứ hai là trường hợp cuộc họp hội đồng thành viên lần thứ hai mà không đủ điều kiện để tiến hành theo định tại điểm A khoản này, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp hội đồng thành viên lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp. Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do điều lệ công ty quy định. Trường hợp cuộc họp đủ điều kiện quy định tại điều này không hoàn thành chương trình họp trong thời gian dự kiến thì có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày kể từ ngày khai mạc cuộc họp đó. Như vậy thì giả sử chúng ta có cái trường hợp là cái công ty A đó tổ chức cái cuộc họp hội đồng thành viên ha, nhưng mà cái hôm đó vì một cái lý do nào đó thì cái số thành viên dự họp chỉ có 50% thành viên, nhưng công ty vẫn tiến hành họp. Như vậy thì có đủ điều kiện phù hợp theo quy định của pháp luật hay không? Như vậy đối với trường hợp này thì công ty vẫn tiến hành cuộc họp dù chỉ có 50% số lượng thành viên dự họp. Ở đây chúng ta nghe kỹ và nghe rõ là 50% số lượng thành viên dự họp, cho nên nó không thể nói là không phù hợp với luật. Vì trong luật không xét theo số lượng thành viên dự họp mà xét theo số lượng phần trăm vốn điều lệ. Tức là nếu 50% số lượng thành viên dự họp đó mà sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên thì việc công ty đó tiến hành cuộc họp hội đồng thành viên là hợp lý, có căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 58 của luật doanh nghiệp 2020. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mọi đóng góp, chia sẻ hoặc cần hỗ trợ tư vấn, các bạn để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với luật sư Hiền qua Zalo số điện thoại 0909164167, 0917303340 hoặc địa chỉ email hienluotsu1003@gmail.com. Và các bạn cũng có thể vào trang web nghiepvukietoan.vn hoặc đoanhaluat.vn để cập nhật các tin tức, các bài viết có liên quan đến pháp luật, liên quan đến thuế, liên quan đến kế toán, liên quan đến lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, v.v. Các bạn vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, like và chia sẻ để kênh
ngày càng phát triển. Và bây giờ, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn an khang, mạnh khỏe, thành công. Hẹn gặp lại các bạn